bánh da lợn như là như nào này? Đây là đổ một ít nước. Đun sôi. Cho 20g gelatin. Thạch nấu câu vào đều này. Sau khi sôi thì tắt bếp để nguội khoảng còn 40 độ. Cho 200 nước cốt dừa. Cho đường xay vào. Đảo đều cho tan. Đổ lớp đầu tiên rồi mang đi làm đông. Lớp đầu tiên là đông rồi nha. Ta bắt đầu lên là lớp hai. Ta cho một chút màu xanh nè. Sau đó cho lên. Thứ hai đã đông. Ta đổ tiếp nó thử ra nào. Trên cùng cái này phải giao rồi. Lộ ra cái vuông vuông ấy. Đấy xong rồi. Néo rồi. Cắt bốn góc đó gần. Cắt sần sâu vào. Sâu đi hả? Cắt sần sâu vô vào. Ấn cái nó đứt ngay mà để cho nó ra cái hình vuông thôi. Có cái khuôn nhỏ hơn, có cái khuôn bé thì cho cái khuôn nhỏ, nó dày lên thì nó đẹp. Đó, đẹp.
Cái này thì trừ nó nguội rồi mới đủ vào lớp tiếp theo hay là sao vậy? Thì trừ thế ạ? Thì chào trời sao? Đủ một lần không được. Chuyện chán. Ôi, nó bị tắc này. À, cắt mấy miếng vuông vuông nha. Sao nó bị tắc? Đấy. Đấy, đấy xong thì cắt này nhỏ, cắt là nhỏ nó cho đẹp. Một thanh là thế thầy. Đúng. Cắt thế đó xong rồi em ăn thử đi. Ăn chua nó không kéo cái sao ra. Chưa chưa? Đây, cắt đến đây đi, cho nó ra đá như thế. Làm vị cà phê cơ nhưng mà nó bị hơi mềm. Thế này nhiều đường này. Ít. Đây còn hết đường cho đường xanh. Được nhỉ? Cái này là hoa kèn. Đấy thật. Mát mát.